Những quả chuối như muốn nói với chúng ta rằng nó đang muốn thoát ra ngoài cùng với bầy khỉ ngoài kia. Thôi bức tranh có làm tớ quặn lòng làm sao. Cái cô bé chàng chàng kia chỉ được cái nhanh nhiều cầu đoạn á.
giờ. Tớ đã có cách rồi.
hoàn thành rồi này các cậu. Các cậu chim bi tớ sáng tạo không nào? Chiếc váy này á, chắc chắn sẽ giải cứu thế giới. Sư hôm nay hãy gọi chim bi tớ là chim bi giải cứu thế giới. One more time say chim bi giải cứu thế giới. Chim bi giải cứu thế giới. Later. Bây giờ hãy cùng tớ giải cứu nữ hoàng băng giá thôi. Yes. Yeah. Anh, go! Các em ơi,
Các em hãy nhanh tay để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ học tiếng Anh mới nhất, app học và thách đấu tiếng Anh cực vui kết hợp với các thẻ bài thú vị. Đặt mua ngay để được giảm giá 35% và miễn phí vận chuyển toàn quốc nhé! Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé! Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha!